Xin chào các bạn ha, chúng ta gặp nhau rồi và mình là Tùng Dũ. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về vấn đề marketing cho phòng net mọi người ha. Thì có phải là chỉ khi nào quán net bị ế khách chúng ta mới chạy marketing hay không? Thì sáng nay đây, thì mình có một buổi cà phê một mình, nhưng mà vô tình mình gặp được một cậu em này á. Thì cậu này cậu đang gọi là xây dựng phát triển một cái group review về quán cà phê. Thì group này á thì nó cũng được khoảng 100.000 người rồi đó. Và cậu này có sâu ra cho mình một số các con số mọi người ha. Thì ví dụ như là bài viết mà gọi là tốt nhất á, thì ví dụ đăng trong group á thì tiếp cận được 50.000 người mọi người ạ. Nhưng mà vấn đề cậu này có đang gặp phải á, đó chính là tỷ lệ chuyển đổi không có. Mặc dù khách hàng có chạy book bài để viết mọi người ha, nhưng mà sau khi book bài viết như vậy thì cái lượng khách hàng đến ngay sau đó lại không có. Thì bắt đầu mình mới phân tích cho cậu này thấy là hiện tại là các quán có thể đang book bài của em đang lên group gọi là giới thiệu về quán này mọi người ha. Nhưng mà cần phải biết là em có biết được trong cái group đó là bao nhiêu người đang sống ở Đà Nẵng mà em chia sẻ về cái về quán cà phê đó. Bởi vì có thể trong 100.000 người đó nha, khách du lịch rất là nhiều. Bởi vì chỉ lâu lâu thì họ mới có gọi là dịp họ đi Đà Nẵng, họ du lịch thì họ sẽ ghé những quán cà phê đó. Nhưng mà người bản địa thì có ai ngồi ha. Thì đây là một cái mà chúng ta cần phải lưu ý. Tiếp theo là bây giờ đa phần là những đơn vị agency hay là những KOL á mọi người ha. Thì ngay cả những chủ quán net á thì họ cứ nghĩ là cứ chụp ảnh thật là đẹp rồi quay video thật là lộng lẫy, hào nhoáng mọi người ha. Xong rồi post lên trên Facebook, post lên mạng xã hội này, post lên TikTok này là khách họ thấy họ sẽ tới. Nhưng mà điều đó sẽ không có mọi người ha. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thiếu đi về một cái câu chuyện. Mình hay nói với khách hàng mình á, ngay cả việc em nghĩ em chọn được cái tên của quán em á thì em làm sao em phải liên tưởng được một câu chuyện đi kèm. Bởi vì khi khách hàng tiếp cận được với nó, họ nghe, họ nhìn và họ sẽ có một cái gọi là cảm xúc và họ thôi thúc họ đến quán net của em. Đó là một câu chuyện. Cũng giống như là cái câu chuyện mà khách hàng gần đây của mình ấy, thì họ đang trong quá trình là gọi là sơn sửa trang trí nhà đúng không? Thì tuần sau thì mới gọi là lắp phòng net, bắt đầu lắp máy rồi ha. Thì mình có chia sẻ cho khách hàng biết là hiện tại nè thì tất cả những thứ mà quán sẽ gọi là sử dụng đó chính là những linh kiện cao cấp nhất, ví dụ như là full màn Acer, thứ hai là full chuột Logitech, thứ ba là full ghế chân xoay. Chỉ cần nghe đến những thứ đó thôi á là khách hàng á họ đã hiểu được quán này cực kỳ xịn sò và chúng ta phải qua trải nghiệm thôi mọi người ha. Thì đó là một thiếu, nó thiếu câu chuyện. Thứ hai mọi người, thứ hai là cậu này ấy, thì cậu có đăng bài đúng không, nhưng mà cậu này còn lại quên để lại link của khách hàng. Các bạn thấy đó hơi dở đúng không? Bởi vì mình đang nhận book quảng cáo cho khách hàng mà tại sao chúng ta không check in này, chúng ta không để lại một cái link bài viết để cho những người xem bài họ biết, họ vô like theo dõi cái trang đó để họ sau này họ thấy được các bài viết của chính chủ á, họ viết chia sẻ hay thì họ sẽ ghé ủng hộ. Đúng không mọi người? Thứ ba, thứ tư á, đó chính là về việc á, bởi vì khi chúng ta có đăng bài book bài của bên thứ ba á thì tại sao bạn không nói với chủ quán á là hãy làm một cái chương trình gì đó, không nhất thiết là giảm giá mọi người, nhưng mà miễn là chúng ta có chương trình. Ví dụ như là một tuần lễ bạn đang vào ngày Nhật đúng không, thì một tuần lễ vàng đó chính là bạn mua 2 tặng 1, có nghĩa là đi 2 được 3 đó mọi người. Để làm sao để khách có một cái động lực để họ đi tới quán của bạn để chơi, để uống nước, để trải nghiệm, để chụp hình mọi người ạ. Bởi vì nếu mà bạn chỉ có đăng lên rồi giới thiệu sơ qua một cách gọi là sách giáo khoa như vậy, nhìn nó rất là thiếu sức sống và thiếu cảm xúc mọi người. Thì đó là qua những thứ mà mình thấy được trong câu chuyện này. Thì
thì chúng ta sẽ bắt đầu liên tưởng qua phần nét mọi người ạ. Thì kinh doanh á thì đó là một quá trình dài hơi, và bạn phải xác định được chúng ta phải có marketing. Không Facebook thì TikTok, không TikTok thì YouTube, không YouTube thì Instagram. Làm sao chúng ta có thể xuất hiện được trên mọi nền tảng mọi người ạ? Bởi vì các bạn phải nên hiểu ạ, ngành net này ạ yêu cầu là lượng khách hàng phải gọi là đi ra đi vào liên tục, chứ không ta chúng ta không thể chờ đợi được lượng khách hàng quen thuộc trung thành mọi người ạ, bởi vì lượng đó chắc chắn sẽ không đảm bảo được doanh thu cho bạn. Đơn cử mọi người ạ, khách hàng của mình ở Hồ Chí Minh thì vào tháng 5 mọi người ạ, tháng 5 30 tháng 5 là gọi là bế giảng toàn quốc đúng không? Thì ngay lúc đó mình có nói là nó bạn này rồi, em phải xem đi, bởi vì anh nghĩ rằng á, sau khi bế giảng thì quán em chắc chắn sẽ bán. Bởi vì khách em mà trong lúc mà nó thi học kỳ nó đã nhắn, nó đã gọi là đi qua chơi, nó đã nhắn nhủ là anh ơi hè này chắc chắn chắc là em sẽ không có anh được, em về quê rồi. Và đúng thật mọi người, sau khi bế giảng là tất cả những khách quen học sinh nghỉ sạch, quán vắng đều hưu mọi người. Thì may mà mình cũng có chuẩn bị một chút mọi người, thì mình có bảo bạn bạn này á, anh có lên một cái kịch bản, em cố gắng quay một cái video tầm từ 30 giây đến 60 giây với nội dung như thế này này, rồi bạn này với vợ hợp tác quay mọi người, cũng nhờ những bạn khách hàng cũng hợp tác, rồi bắt đầu quay video, bắt đầu mình sẽ hướng dẫn cho bạn chạy một cái chiến dịch để tìm khách mới mọi người. Thì trong tuần hôm sau đó mọi người thì khách mới họ ghé nhiều mọi người, bạn đánh bảo ồ có khi là do video này nên thành ra khách mới họ ghé mọi người, bởi vì nếu không có lượng khách đó thì chắc chắn quán sẽ ế, bởi vì một lượng khách rất là lớn đó là khách học sinh họ về quê sạch mọi người. Bởi vì chúng ta đối với ngành này á, chúng ta phải luôn luôn có nhiều khách mọi người, phải ra vào liên tục á, để chúng ta có thể bù vào thời gian chết. Ví dụ trong khoảng thời gian 12 giờ có những khu vực thì lại học sinh khách hàng của mình á phải về ăn cơm báo danh với gia đình đúng không, thì lúc đó máy trống đó, chúng ta cần phải có một lượng khách khác để chúng ta lấp vào chỗ trống đó mọi người ạ. Chứ mà chúng ta cứ trông chờ vào lượng khách đó, bởi vì chúng ta không chắc chắn được là họ có thể chơi liên tục nhiều giờ đồng hồ hàng ngày, bởi vì chưa kể trong quá trình ra chúng ta có điều gì đó nó không tốt dẫn đến là khách bỏ qua quán khác mọi người ạ. Thì thực sự là công việc này á bạn nào cũng có thể làm được mọi người ạ, không nhất thiết chúng ta phải thuê đơn vị bên ngoài mọi người, cơ bản chúng ta là phải có một chút về kiến thức và chút về nghiên cứu, và chúng ta phải kiên trì làm hàng ngày mọi người ạ, chưa làm thì chúng ta phải tập tành làm, bởi vì không có cái gì mà giỏi ngay từ đầu cả. Như khách mình mọi người ạ, đa phần khách khách mình á là họ không có rành mọi người ạ, thì bắt đầu mình hướng dẫn thì làm được vài buổi bắt đầu lại dừng. Thì có những khách ấy, thì họ may mắn họ có làm cùng vợ mà, thì có mình đã từng chia sẻ đó, thì bạn này cũng cũng là người dân Anh, dân gọi là dân kỹ thuật thôi, không có rành về mấy cái đồ quay chụp mọi người ạ, nhưng được cái vợ bạn này á, vợ bạn này thì lại cực kỳ giỏi về mặt này mọi người, biết chụp ảnh này, biết edit ảnh này, rồi biết edit video mọi người, có một sự sáng tạo rất là lớn. Thì bạn này bạn đăng liên tục mọi người ạ, là cái lượng tiếp cận đến fanpage rất là nhiều, bởi vì chúng ta làm marketing không đồng mà chúng ta chưa phải bỏ tiền còn quá nào ráng mọi người ạ. Nhưng mà quan trọng là phải làm mọi người ạ, không biết thì làm từ từ, cái này mình nói rất là nhiều rồi, và chúng ta phải duy trì một thói quen hàng ngày, không nhất thiết ngày nào cũng phải đăng một bài à hôm nay quán 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 net A có hình VIP nhất server, các bạn qua chơi đi qua chơi đi, nhưng mà các bạn lại không biết được là làm sao phải kể một câu chuyện gì để cho khách hàng tới quán của bạn mọi người ạ. Trước đây á thì mình cũng có xây dựng một cái câu chuyện mọi người ạ, một cái câu chuyện cực kỳ hay, một cái câu chuyện là theo để trải qua từng ngày mọi người ạ. Thì đến một cái ngày đó mọi người thì trong quán xảy ra một cái câu chuyện như này, đó chính là có một bạn đó, bạn làm rớt tiền đó ở dưới đất, xong rồi thì khách họ vào chơi á thì họ tiền thấy
cái nhóm top 3 ba người mọi người ạ. Tia thấy bắt đầu là nhân lúc là cái khách mà không để ý, thế là ba người này lấy tiền ở dưới đất bắt đầu chia chia nhau, bắt đầu về mọi người ạ. Thì khi khách họ báo lại á thì bắt đầu xem camera bắt đầu thấy, thì bắt đầu là dựa vào cái số gọi là nhập cái ID đăng nhập á, đó chính là có số tài khoản, số điện thoại á, thì bên mình bên quán á bắt đầu gọi cho bạn đó kêu em ơi thì bây giờ anh có quay được video rồi này thì em phải qua trả tiền cho bên anh không sao mệt đó mọi người ha. Thì bạn lại thì cái nhóm đó họ cũng qua quán mọi người ha, cũng qua quán rồi bắt đầu là trả lại tiền cho khách. Thì cái bắt đầu mình dựa vào câu chuyện đó thì mình muốn bắt đầu mình tăng lên mọi người ha, thì là mới nhận đến với nội dung họ nhắn nhủ là các bạn nên nhớ là quán ở quán á camera ở khắp mọi nơi, các bạn đừng cố dại dột làm điều gì không đúng. Điều này làm sao? Điều này để cho khách hàng yên tâm tới quán bạn chơi mà không sợ bị mất cắp mọi người ha. Nhưng mà chúng ta vẫn phải cẩn thận. Thì chủ quán mọi người, chủ quán thì họ lại nói là à đăng lên sợ drama, sợ rồi khách nói sợ mất cắp mọi người. Thế mà bạn đó xóa bài đi mọi người. Thì mình thấy cũng khá là uổng. Bởi vì đây là một câu chuyện mà sẽ gọi là đảm bảo cho bạn an ninh, cũng giống như một cái khách hàng khác của mình mọi người ạ. Đặc biệt là cái khu đấy cực kỳ phức tạp mà dân ở đấy ai biết mọi người ạ, trẻ trâu rất là nhiều và cũng gây ra nhiều vụ đánh nhau ghê đó mọi người, đi cầm xiên phóng lợn là lên báo hàng ngày mọi người. Nhưng mà được cái mà các bạn đã biết sao không? Bởi chỉ có ở khu đó là khách hàng họ tới quán đó chơi cực kỳ an tâm. Bởi vì sao? Bởi vì họ hiểu câu chuyện đó là ở quán này có một anh chủ cực kỳ gọi là gấu thì cho nó vui mọi người ạ, có nghĩa là cực kỳ nghiêm khắc và cực kỳ thân thiện, có nghĩa là không có thành phần bất hảo nào xuất hiện ở trong quán, ai mà láo nháo mời ra quán đuổi khỏi quán, block luôn, phải đi luôn, không cho quán quán chơi nữa. Thì như vậy sao? Khách hàng họ cực kỳ yên tâm mọi người ạ, một phòng nét cực kỳ văn minh như vậy tại sao lại không qua chơi, trong khi những quán khác ở xung quanh họ lại không qua, bởi vì họ sợ những thành phần bất hảo đó mọi người. Chúng ta phải chia sẻ những cái đặc biệt mà chỉ có mình có, mà các bạn phải ghi nhớ nha, không chúng ta phải marketing mọi lúc mọi nơi mọi người ạ. Không đồng hay có mất tiền thì cũng phải làm mọi người, bởi vì nếu bạn không làm thì người khác sẽ làm, mà lúc đó khách họ qua hết bên kia rồi á thì lúc đó bạn bắt đầu chạy theo á, mà cuộc đua chạy theo nhau á cực kỳ đuối mọi người ha. Thì đó là một cái chia sẻ của bạn của mình ngày hôm nay, thì giúp cho bạn có thể là đã thông tư tưởng hơn và các bạn có thể mạnh dạn ra quyết định làm ngay từ ngày hôm nay mọi người ha. Bằng việc sao ngày mai hãy chụp một tấm ảnh cực kỳ tươi vui, selfie selfie tại quán cùng những người khách hàng của mình, đúng không? Thôi, video đã dài thì bạn nào có thắc mắc gì cứ nhắn tin mình qua Zalo 0973 9328. Xin chào và hẹn gặp lại.